Chào mừng bạn đến với kênh YouTube Bản tin 24 giờ. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Võ sĩ judo Việt Nam chia tay Olympic Tokyo sau hơn một phút. Nữ võ sĩ judo Nguyễn Thị Thanh Thủy đã không thể làm nên bất ngờ khi gặp đối thủ quá mạnh ở trận gia quân. Cô thua điểm Nippon, chính thức chia tay Olympic Tokyo 2020. Đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự môn Judo Olympic Tokyo 2020, nữ võ sĩ Nguyễn Thị Thanh Thủy, có trận đấu đầu tiên vào lúc 10 giờ 5 phút sáng nay, đối thủ của Thanh Thủy là Anze Chitu người Rumani. Đây chính là tượng đài Judo của quốc gia Đông Âu với hai lần huy chương bạc thế giới, năm huy chương vàng Grand Prix cùng hai lần vô địch châu Âu. Trước đối thủ rất mạnh, nên dù đã thi đấu cố gắng nhưng Thanh Thủy đã phải nhận thất bại. Anze Chitu đã giành chiến thắng bằng điểm Ippon chỉ sau 1 phút 41 giây. Với thất bại này, judo Việt Nam đã dừng bước ở vòng 32 tại Olympic 2021. Trước đó, vào lúc 8 giờ 30 phút, cặp đôi dâu hình của Việt Nam là Lương Thị Thảo và Đinh Thị Hảo tiếp tục thi đấu xếp hạng. Hai vận động viên Việt Nam xuất phát khá chậm khi trong 500 m đầu tiên và trong phần còn lại, họ bị bỏ lại khá xa so với các đối thủ đến từ Thụy Sĩ, Dốc và Ireland. Khoảng 100 m cuối, hai vận động viên áo đã bứt tốc vượt qua hai vận động viên của Việt Nam để cán đích ở vị trí thứ 4. Lương Thị Thảo và Đinh Thị Hảo xếp thứ 5 chung cuộc trong nhóm thi đấu tranh vé vớt với thành tích là 7 phút 53 giây 69. Kết quả này kém khá xa so với thành tích vòng loại thi đấu ngày hôm qua của cặp đôi Việt Nam đến 17 giây 48. Thành tích vòng loại là 7 phút 36 giây 21. Cặp đôi của Việt Nam không thể giành vé vào bán kết và sẽ tranh thứ hạng với các cặp đôi bị loại vào ngày 27 tháng 7 tới. Trong ngày thi đấu hôm nay, hy vọng có huy chương của đoàn thể thao Việt Nam sẽ đổ dồn về Thạch Kim Tuấn ở nội dung cử tạ, hạng 61 kg. Kim Tuấn đăng ký mức tạ 296 kg, đô cử Việt Nam sẽ bước vào tranh tài lúc 13 giờ 50 phút giờ Việt Nam, ăn ăn.